lại với chương trình Dance Your Fed Up, bước nhảy ngàn cơ. Và bây giờ sẽ là thí sinh tiếp theo, đó chính là Nguyễn Thắng. Chủ đề tuần này của bọn mình là chủ đề rock and roll. Từ trước đến nay thì mình nghĩ là nhạc rock thì nó sẽ kiểu rất là mạnh mẽ, giằng xé, gào rú lên. Nhưng mà lần này thì bài rock mà chị Ngọc Anh chọn có vẻ như lại khá là sâu. Đối với bài này, khó nhất mà mình thấy đó là cái phần diễn nội tâm. Và cái mặt của mình thì nó hơi bị đơ, nên là mình thấy là cái mặt nạ này đã giúp ích rất là nhiều cho mình. Tuần vừa rồi thì mình rất là tập trung vào một nhận xét của cả ba ban giám khảo. Cho dù là mình nhảy thể loại gì thì mình đều bị pha một chút Latin vào trong đó. Mình rất là muốn khắc phục cái điểm yếu này của mình. Trong bài diễn tuần này, mình sẽ đem lại một sắc màu hoàn toàn khác, sẽ đem lại một bài nhảy có chiều sâu về cảm xúc, có sự lắng đọng nhưng cũng sẽ có cao trào. Mình rất là mong tất cả mọi người sẽ ủng hộ bài nhảy của mình. Xét của giám khảo John Huy. Ngọc Anh, em biên đạo và sử dụng cái đào cụ, nó là một cái khách khác. Một số tiết mục thì cầm và làm mấy cái động tác, nhưng mà em khám phá và em tìm một cái gì đấy rất là, nó rất là hợp lý trong cái bài này. Và cái bài em biên đạo nó rất là hay. Mấy cái động tác của hai em chắc chắn, rõ ràng, chất lượng cao. Mấy cái bưng bê nó rất là mượt. Lúc Ngọc Anh bay qua đó, em chụp Alan lên cái vai, xong xuống cái chân, xong qua cái đầu thì rất là nhiều bưng bê phức tạp, nhưng mà tụi em làm rất là mượt. Bài này hay. Xin mời giám khảo Hoài Linh. Sau khi xem các bạn diễn ở trên cái nền nhạc này, đây là chỉ góp ý thôi chứ không nói. Thực tình bây giờ lên trên mạng xã hội, tôi thấy có nhiều bạn trẻ hay than thở là sống với nhau bằng một cái mặt nạ. Ý là không có thật với nhau ở mặt trước như thế này, nhưng mà toàn là dùng cái mặt nạ để sống với nhau. Tôi lại có một ý tưởng khác, nếu khi Ngọc Anh cầm được cái mặt nạ này, em dựng một cái bài hoàn toàn khác, dùng Nguyễn Thắng sẽ là một anh chàng trai lúc đầu thì rất lịch lãm đàng hoàng đồ này nọ ha, xong cuối cùng lột mặt nạ ấy ra là anh chàng này là một người đểu giả, là ok, bài này đẹp. Nhưng mà chắc là vì cái tuổi của Ngọc Anh chưa nghĩ tới cái chuyện đó nhiều. Nhưng mà đây là cái ý mà anh muốn góp ý cho em, để sau này mình sáng tạo nhiều cái khác khi mình gặp những cái trường hợp, những cái tình huống như vậy. Và còn về cái bài diễn thì tôi không có gì để chê cả. Những cái bước nhảy của Thắng ngày hôm nay chắc hơn những cái bưng bê đẹp, những cái tạo hình đẹp
À, khen Ngọc Anh một lần nữa. Em tuyệt vời. Cảm ơn Nguyễn Thắng luôn. Cảm ơn Hoài Linh. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Tạo hình của các bạn rất là hiện đại. Những động tác rất đẹp mắt và đều và chắc, rất là nhịp nhàng với nhau. Tôi đánh giá cao cái lúc mà bưng lên, không phải động tác quăng ném thì cái đó luyện tập sẽ được, nhưng mà bưng lên và canh và thả xuống được, để động tổng tác khác nữa liền luôn, không bị chậm một chút xíu nào hết. Đó là tuyệt vời, rất là đánh giá cao ở chỗ đó vô cùng. Và tâm trạng hoảng loạn của cô gái đó, nó được diễn tả rất là sắc nét. Và cái sức mạnh của cái người đàn ông đó, thần thái đó, chỉ cần lấy tay rồi đem lại kéo lại là cô gái phải gục ngã trong tay ông đấy. Các bạn diễn đạt rất là tuyệt vời. Không biết là giám khảo sẽ dành cho bạn bao nhiêu điểm đấy ạ? Xin mời giám khảo John Huy Trần. 9 điểm. 9 điểm. Xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. 9 điểm. Và anh Hoài Linh ạ. 9 điểm. Điểm trung bình của Nguyễn Thắng là 9 điểm. Xin mời bạn hãy bước lên chiếc cân phía trước. Cân nặng cũ 83,7 cân. Cân nặng mới 82,2 cân, giảm 1,5 cân, tương đương 1,8%. Và tổng điểm là 10,8 điểm. Xin chúc mừng. Hãy cùng nhìn ngắm lại Nguyễn Thắng từ những tuần trước. Và đến thời điểm này thì thí sinh cao điểm nhất đó chính là Huyền Thanh. Và thí sinh thấp điểm nhất đó chính là Anh Kiệt.